Thưa quý vị và các bạn, bệnh da mồ hôi tay chân là bệnh thường gặp ở nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ. Bệnh có thể không gây ra những nguy hiểm ngay lập tức, thế nhưng nó lại dai dẳng, gây ra những khó chịu cho người bệnh và nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Trong chương trình hôm nay, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Đường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn bài thuốc trị chứng bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Về y học cổ truyền thì mồ hôi được gọi là hãn, và khi có những cái rối loạn cân bằng trong cơ thể thì các cái trường hợp bài tiết mồ hôi cũng bị rối loạn, có thể là ra nhiều quá hoặc là ít quá. Thông thường thì là xảy ra một số các cái trường hợp là người bệnh hay bị ra quá nhiều mồ hôi, nhất là các cái vị trí ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng cổ gáy. Một số các cái trường hợp điển hình thì người ta chia ra các cái thể như là tự hãn hoặc là đạo hãn. Tự hãn tức là bệnh nhân tự ra mồ hôi quá nhiều. Các trường hợp như vậy thường theo y học cổ truyền là do các cái tình trạng dương hư, khí hư. Đạo hãn là tình trạng ra mồ hôi trộm và thường là do các trường hợp theo y học cổ truyền gọi là âm hư. Ngoài ra các cái trường hợp như bệnh nhân sốt cao, nhiệt độc thì cũng gây nên các cái tình trạng ra nhiều mồ hôi. Tùy theo các cái nguyên nhân, người ta dùng các cái thuốc để điều chỉnh âm dương trong cơ thể và một số những cái thuốc, vị thuốc có tính chất là nhiễm hãn, theo y học cổ truyền gọi là nhiễm hãn, tức là nhiễm mồ hôi, nhiễm mồ hôi, tức là hạn chế cái ra mồ hôi. Một trong những cái bài thuốc người ta hay dùng chung cho các cái chứng như bài mẫu nệ tán hay là ngọc bình phong tán, những cái bài thuốc ấy là người ta chế ở cái dạng thuốc tán và sử dụng một cách nó thường xuyên, có thể là thành chế phẩm rồi thì người dân có thể mua và dễ dàng trong cái sử dụng. Thế còn các cái bài thuốc khác thì thông thường là thầy thuốc trên cái cơ sở khám người bệnh thì sẽ ra các cái chỉ định bài thuốc cho nó hợp lý hơn. Một cái bài thuốc mà thường được sử dụng trong điều trị các cái chứng tự hãn là bài ngọc bình phong tán. Nó gồm có vị hoàng kỳ, có tác dụng là bổ khí cố biểu. Hai là vị phòng phong, có tác dụng khu phong. Ba là vị bạch tuật, có tác dụng thiện tỳ bổ khí. Khi sắp uống ấy thì người ta cũng dùng cái ba cái vị thuốc này, người ta sắc uống. Thế thì người ta dùng liều lượng khoảng từ 10 gram, 10 đến 15 gram hoàng kỳ, 10 đến 12 gram bạch tuật, 6 đến 8 gram hồng phong. Người ta sắc uống mỗi ngày một tháng. Thông thường thì người ta sắc uống 5 đến 7 tháng thì có cái biểu hiện bệnh nhân đỡ rất nhiều.